Sáng nay ngày 26 tháng 5, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư hai tòa nhà ốp kính phản quang màu vàng với số tiền 40 triệu đồng đối với ngân hàng SHB Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội và công ty cổ phần PAVNC vì vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu yêu cầu trong vòng 60 ngày các chủ đầu tư phải liên hệ với đơn vị có thẩm quyền để điều chỉnh giấy phép xây dựng. Đến nay, chủ đầu tư hai tòa nhà đã có văn bản đưa ra phương án khắc phục việc kính phản quang màu vàng gây phản chiếu ánh nắng lên Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đó là thử nghiệm việc dán phim nhằm triệt tiêu việc ánh nắng phản chiếu từ kính của tòa nhà gây ảnh hưởng đến cư dân trong khu vực. Bộ Tài chính vừa ban hành cùng lúc thêm 3 thông tư điều chỉnh giảm 50% phí và lệ phí trong một loạt lĩnh vực để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đợt ban hành lần này, cơ quan quản lý tài khoá chủ yếu điều chỉnh giảm phí và lệ phí đồng loạt ở mức 50% đối với các loại phí thẩm định liên quan đến các lĩnh vực xuất bản, kinh doanh hàng hóa, cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa, phí đăng ký xác nhận và sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. Tất cả thông tư nêu trên đều được áp dụng đến hết năm 2020 và sẽ trở lại quy định nộp phí cũ từ năm 2021.